Thưa quý vị, nhóm Trịnh Lâm Ngân thực ra là hai nhạc sĩ Nhật Ngân và Trần Trịnh sáng tác một số bản về mùa xuân. Điển hình là Xuân Này Con Không Về và Mùa Xuân Của Mẹ. Những bản nhạc hai ông viết nó làm nức lòng người, mà tất cả cái thế hệ của chúng tôi tại miền Nam đều say mê mỗi dịp xuân về. Tại sao? Nó là những lời tâm tình trong cái không khí của chiến tranh. Mà chúng ta đi qua cuộc chiến thì hầu như không có gia đình nào không có người lính. Thành từ khi chúng ta nghe Xuân Này Con Không Về hay Mùa Xuân Của Mẹ thì chúng ta luôn luôn cảm thấy bồi hồi. Phải nói rằng nhạc Việt Nam về nhạc xuân là cả một cái rừng nhạc mà hầu như bản nào cũng hay, bản nào cũng có ý nghĩa. Nó khác với người Mỹ, người Pháp. Người ta không có nhạc ngày Tết, tại vì họ không có cử hành ngày Tết. Noel, Christmas nó lấn hết ngày Tết rồi. Cho nên cái rừng nhạc về Noel, nhạc Christmas của Mỹ, của Pháp, của Tây Phương nói chung là cực hay. Thì cũng có thể sánh với nhạc xuân của Việt Nam chúng ta. Là nhạc xuân của Việt Nam chúng ta về đủ mọi ý nghĩa. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị thưởng thức lại hai nhạc phẩm của Trịnh Lâm Ngân, Xuân Này Con Không Về và Mùa Xuân Của Mẹ, qua hai tiếng hát có thể gọi là tiêu biểu của dòng nhạc quê hương mà về sau này chúng ta gọi là dòng nhạc bolero. Thưa quý vị, hai tiếng hát tiêu biểu đó là Hoàng Oanh và Giao Linh. Biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay em bay đầy chùa ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Ngồi quanh bếp hồng trồng bánh chưng chờ trời sáng, đỏ hay hay những đôi má đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không ngồi sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng. Chờ mong anh trai sẽ đem về cho ta áo mới. Ba ngày xuân đi khoe xóm giềng. Con biết không về mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ ơi con xuân này vàng, xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ thương con xin đợi ngày mai.
giờ đây đang còn lênh đênh. Xuân về lòng buồn mênh mang, ngày đi con hứa xuân sau sẽ về, mà nay đã bao xuân rồi trôi qua. Biết nhờ cậy vào tay anh. Đêm nay núi rừng gió nhẹ sang xuân, thoáng mùi mai nở đâu đây, du hồn lạc loài chơi vơi. Quần bên nhau nghe mẹ kể chuyện đời xưa. Mẹ ơi, con hứa con sẽ trở về, dù cho xuân đã đi qua. Xin được kính chào quý khán giả thân mến và xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Xin kính chúc quý vị thính giả, quý vị khán giả mọi điều tốt đẹp trong năm mới và nhiều hạnh phúc, nhiều may mắn. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ để trở lại với chương trình, chúng tôi kính mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm đã từ lâu trở thành một ký ức thân quen của tất cả những người yêu mến nhạc xuân. Một sáng tác của hai cố nhạc sĩ Minh Kỳ và Lê Dinh, Cánh Thiệp Đầu Xuân sẽ được truyền tải qua tiếng hát Hoàng Oanh. Hoa lá nở thắm đẹp làn môi hồng, xuân đến rồi đây nào ai biết không, mang những hoài mong đi vào ngày tháng, bao nhiêu mơ ước đến khi mùa xuân sang. Tôi chúc gì đây vào mùa xuân này, vàng tươi nhuộm làn tóc ai, khi gió nhẹ lay hoa đào hồng thắm, trong khi xuân ấm mới tô đẹp tháng năm. Tôi chúc muôn người mong
mọi điều ước muốn. Non nước vinh quang trong tia nắng thanh bình, để người anh linh chiến quay về gia đình tìm vui bên lửa ấm. Tôi chúc yên lành người người khắp chốn, mong gió đưa duyên cho cô gái xuân thì ước nguyện sao trong thành rượu hồng sẽ duyên. Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời, trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi, cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới, vai bên vai những lúc tâm tình lên khơi. Tôi chúc rồi đây người về phương nào, cho dẫu thời gian lạnh lùng bước mau, mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân. Chúc gì đây vào mùa xuân này, khi nắng vàng tươi nhuộm làn tóc ai, khi gió nhẹ lay hoa đào hồng thắm, trong khi xuân ấm mới tô đẹp tháng năm. Người mọi điều ước muốn, non nước vinh quang trong tia nắng thanh bình, để người anh linh chiến quay về gia đình tìm vui bên lửa ấm. Tôi chúc yên lành người người khắp chốn, mong gió đưa duyên cô gái xuân thì ước nguyện sao trong thành rượu hồng sẽ duyên. Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời, trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi, cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới, vai bên vai những lúc tâm tình lên khơi. Tôi chúc rồi đây người về phương nào, cho dẫu thời gian lạnh lùng bước mau, mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân. Mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân. Thưa quý vị, năm cũ đã qua, năm mới Tết đến. Hoàng Oanh thân ái kính chúc tất cả các quý vị khán giả ở khắp nơi được bình an, hạnh phúc, an vui, thành công và nhiều may mắn. Kính thưa quý vị, và bây giờ để liên tục chương trình, trong cái niềm tưởng nhớ đến cố nhạc sĩ Lam Phương cùng những đóng góp của ông cho Trung tâm Thúy Nga nói riêng và cho nền âm nhạc Việt Nam của chúng ta nói chung, xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Tiết, một sáng tác của cố nhạc sĩ Lam Phương với hai tiếng hát Hương Lan và
Anh Dũng. Mùa xuân trở về trên ngọn hồng đào, trong lời ngọt ngào đầy yêu đương và con tim khát khao. Anh đã biết câu chuyện buồn đau của ngày hôm nào đưa đến xa nhau, thì mãi đây sẽ có một ngày gần nhau. Đời là biển mênh mông nhiều sóng, muôn kiếp chôn vùi làm sao yên vui. Tình thì lạc trong khu rừng vắng, khi muốn quay về lại thêm xa xôi. Nhiều khi anh ước muốn gom hết sao trời về dâng cho em, nhưng biết sao nào đẹp hơn đôi mắt em. Tình yêu muộn màng, những chiều rộn ràng thương lời nồng nàn. Ngày chia ly làm tim em vỡ tan. Anh muốn biết câu chuyện buồn qua, sau ngày chia xa nay đã phôi pha. Để anh bay theo cánh chim về cùng em. Mùa xuân trở về trên ngọn hồng đào, trong lời ngọt ngào đầy yêu đương và con tim khát khao. Anh đã biết câu chuyện buồn đau của ngày hôm nào đưa đến xa nhau, thì mãi đây sẽ có một ngày gần. Đời là biển mênh mông nhiều sóng, muôn kiếp chôn vùi làm sao yên vui. Tình thì lạc trong khu rừng vắng, khi muốn quay về lại thêm xa xôi. Nhiều khi anh ước muốn gom hết sao trời về dâng cho em, nhưng biết sao nào đẹp hơn đôi mắt em. Em nuối tiếc tình yêu muộn màng, những chiều rộn ràng thương lời nồng nàn. Ngày chia ly làm tim em vỡ tan. Anh muốn biết câu chuyện buồn qua, sau ngày chia xa nay đã phôi pha. Để anh bay theo cánh chim về cùng em. Anh muốn biết câu chuyện buồn qua, sau ngày chia xa nay đã phôi pha. Để anh bay theo cánh chim về cùng.
Thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là một liên khúc Ai lên xứ hoa đào và bài thơ hoa đào của Hoàng Nguyên. Nhắc tới hoa đào thì quý vị biết là cành đào ở các nước Trung Hoa và Nhật Bản, Việt Nam chúng ta thì vào những ngày Tết bao giờ cũng trưng cành đào, và nhất là Đà Lạt mình còn gọi là xứ hoa đào nữa. Nhưng mà anh có biết là tại sao mình lại ưa trưng cây hoa đào trong ngày Tết không anh? Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì quý vị thấy là cô Kỳ Duyên với tôi đang đứng đằng sau lưng này có hoa mai, hoa đào. Trên sân khấu quý vị cũng đang thấy có những cành đào. Bây giờ thì nó là biểu tượng của ngày Tết. Nhưng mà cái nguyên thủy nó không phải như thế. Cái câu chuyện nó kể là trên núi Độ Sóc thì có một vườn đào, trong đó có một cây đào rất lớn. Thì ở gốc cây đó có hai vị thần tên là Thần Trà và Uất Lũy. Thì có sách ghi là Thần Đồ và Uất Lũy Nhị, nhưng mà chúng ta quen gọi là Thần Trà và Uất Lũy là hai vị thần. Hai vị thần đó cai trị tất cả những loài quỷ ở chung quanh rừng. Để nếu con quỷ nào nó xuống làng, nó phá làng phá xóm, thì hai vị thần nó sẽ bẻ cành đào đánh hai con quỷ đó và trói lại. Thì về sau này đó, thì những cái ngày xuân thì hai vị thần đó có nhiệm vụ phải lên chầu Ngọc Hoàng Thượng Đế. Cho nên là cô làm cái gì đây? Em thử coi nó có work không. Thì về sau này đó thì người ta bẻ cành đào, người ta cắm trong nhà là bởi vì hai vị thần đó bận lên chầu Ngọc Hoàng để báo cáo. Thì quỷ nó về nó phá thì nó thấy trong nhà nào có cành đào thì nó nhớ tới là cành đào đó là hai ông thần đã cầm để đánh nó, cho nên nó bỏ chạy. Rồi có những nhà mà không có hoa đào chung quanh thì họ phải viết bốn chữ là Thần Trà Uất Lũy, bốn chữ đó dán trước cửa thì quỷ nó về nó nhìn thấy bốn chữ đó nó cũng bỏ chạy. Có những người mà họ không nhớ viết bốn chữ Thần Trà Uất Lũy thì họ có thể viết bốn chữ Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Thì em chưa có cất cái cành đào này đâu. Vâng, thì thưa quý vị, bây giờ thì hoa đào đã trở thành một biểu tượng rất đẹp của mùa xuân chúng ta. Nhưng mà cái nguồn gốc của ngày xưa nó là như vậy. Như chúng tôi vừa thưa quý vị lúc đầu là người xưa người ta cứ giải thích mọi chuyện do ma quỷ, thành ra cành đào là để chống quỷ. Nhưng mà bây giờ là không những là có đào mà nhà quý vị thấy còn có mai, còn có hoa thủy tiên, có rất nhiều loại hoa. Ở bên này còn những ngày chợ Tết em còn thấy chơi lan rất nhiều anh ạ. Vâng, thì những chuyện đó thì chúng tôi lại kể hầu quý vị những cái sự tích kế tiếp. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức liên khúc Ai lên xứ hoa đào và bài thơ hoa đào của Hoàng Nguyên qua hai tiếng hát của Hoàng Oanh và Trung Trình. Dạt
nghe tâm tư mơ ước mộng đào nguyên đẹp như chuyện ngày xưa. Ai lên xứ hoa đào đừng quên bước lần theo đường hoa. Hoa bay đến bên người ngại ngần rồi hoa theo chân ai. Đường chân nhìn hoa bướm rồi lòng chân mơ bướm hoa. Lần lần trong sương khói rồi bàng hoàng theo khói sương. Lạc dần vào quên lãng rồi đường hoa lặng bước trong lãng quên. Tháng cũ mà hồn nào thôi vẫn vương. Giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má ai. Quý vị, mùa xuân ngoài ý nghĩa để diễn tả một mùa trong năm, nó còn dùng để người ta nói đến tuổi trẻ, tuổi thanh xuân mà bất kỳ ai trong chúng ta đều cũng sẽ trải qua. Mọi người đều khuyên rằng khi còn trẻ, sức khỏe còn dồi dào thì hãy hưởng đi, hãy vui chơi đi,
chứ kẹo đến cái lúc mà tuổi đã già rồi đó, muốn hối cũng không kịp, lúc đó không còn sức để mà chơi. Nhưng mà chơi cái gì và chọn cái gì để chơi thì đó là một cái vấn đề lớn mà tất cả mọi người chúng ta đều để ý. Chẳng hạn như cha mẹ thì lại nói các con rằng các con tụi bay ngang, nhớ là phải học hành đi, mai mốt tốt nghiệp rồi đó, ra rồi có cái nghề trong tay rồi, muốn làm gì làm, muốn chơi gì đó thì chơi. Nhưng có người thì quan niệm ngược lại, nói bây giờ tụi con không chơi thì mai mốt tụi già, tụi con già rồi làm sao nữa, không còn sức. Tuy nhiên cái vấn đề đó cũng vẫn là một cái vấn đề liên quan mà xã hội vẫn bàn cãi, thưa quý vị, tùy theo quan điểm của từng gia đình và của từng bậc phụ huynh một. Chúng ta không nói về cái đề tài đó, nhưng trở lại với cái vấn đề tuổi thanh xuân thì trong ca dao tục ngữ của Việt Nam cũng có rất nhiều các câu ca dao nói về tuổi thanh xuân của con người. Chẳng hạn như là: ai ơi chơi lấy kẹo già, măng non có lứa người ta có thì, chơi xuân kẹo hết xuân đi, cái già sồng sộc nó thì theo sau. Hay là cái câu: năm năm tháng tháng ngày ngày, lần lần lửa lửa, rầy rầy mai mai, xuân rằng xuân chẳng tái lai, người già người chẳng trẻ dai bao giờ. Hay là: 70 chống gậy ra đi, than thân rằng thuở đương thì không chơi, 70 chống gậy ra ngồi, xuân ơi xuân có tái hồi nữa chăng. Tái hồi thì chắc chắn là mùa xuân sẽ không trở lại đâu, là vì một khi nó đã trôi qua rồi, có níu kéo gì chăng nữa thì cũng không thể trở lại được. Đó là cái nỗi niềm lo mà mọi người đều lo. Tuy nhiên nói thì nó cũng có một cái ý nghĩa rất là chung chung và trừu tượng thôi. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị trở lại với chương trình trong ngày hôm nay với chủ đề Xuân Hy Vọng. Mời quý vị thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương với tựa đề Mùa Xuân Không Còn Nữa. Bài hát được trình bày với tiếng hát TV Chị Bảo, Phương Hồng Quế. Rồi mùa xuân không còn nữa, em đã nghe mong chờ đi vào bóng tối bơ vơ, xa tiến chân anh về đường xưa vắng ánh trăng thề, ngoài hiên gió xít lê thê. Tình ơi sao quá nào nề, em biết anh vô tình lạc vào vòng tay yêu người mới, hạnh phúc đâu xa vời lại tìm sóng gió chi. Đông vai cơn gió xé sát lòng, em nghe hồn lạnh căm đi vào núi tiếc mênh mông, một thời yêu xa vắng còn chăng cay đắng, còn nhớ thương này anh biết không, ngày nào ta đưa đón trời răng răng tuyết lạc lối đi tìm, làm sao bên người rượu nồng nhạc dâng men tình mới. Anh có nghe bao giờ tâm hồn thoáng chút hương xưa, hay đã quên câu thề mặc em sớm tối đi về, mặc em nghìn
đập đầu vai cơn gió xe sát lòng. Em nghe hồn lạnh căm đi vào núi tiếc mênh mông. Một thời yêu xa vắng còn chăng cay đắng, còn nhớ thương này anh biết không. Ngày nào ta đưa đón trời răng răng tuyết lạc lối đi tìm, làm sao ngăn dòng nước mắt kỷ niệm vẫn còn là lòng vẫn còn yêu. Giây phút vui bên người rượu nồng nhạc dâng men tình mới, anh có nghe bao giờ tâm hồn rất là có lý. Là cứ mỗi giờ, mỗi năm mà trước giao thừa đó, là em thấy là bà con cứ khuyên nhau là nếu mà ai còn nợ đó thì đi trả nợ trước khi sang năm mới. Tại vì em nghĩ là họ sợ là năm sau mà mình không trả thì nguyên một năm mình lại mang nợ anh hả? Thưa quý vị, khi chúng ta ở hải ngoại thì có thể cái đời sống tương đối người giàu, người nghèo nó không có cách biệt bao nhiêu. Nói chung thì không ai đến nỗi lâm vào những cái cảnh nghèo túng quá đáng như là ở trong nước và nhất là ngày xưa, còn thời phong kiến. Là vì chúng ta bên này nghèo lắm thì cũng có công ăn việc làm, hoặc cùng lắm thì có trợ cấp xã hội, cho nên nó không đến nỗi mà nó khổ như vậy. Nhưng mà ở Việt Nam và đặc biệt là ngày trước thì cái vấn đề mà ngày Tết là cả một cái sự vất vả cho rất nhiều người nghèo. Tức là quý vị biết là cái phong tục người ta đi đòi nợ là người ta không bao giờ muốn để cái số nợ nó leo qua năm. Thành thử ra trong nhà đó, cái ngày Tết là ngày biểu tượng. Cho nên bao nhiêu tiền bạc của cải có cái gì là sắm vào hết. Và những người nghèo quá thì người ta phải trốn. Người ta trốn cái đêm giao, người ta trốn trước những cái ngày Tết cho đến đêm giao thừa mới dám về nhà, bởi vì từ giao thừa rồi 3 ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết thì chủ nợ người ta không có đòi nữa. Người ta tha cho 3 cái ngày rưỡi đó. Và người ta để cho mình ăn Tết xong là mùng 4 có thể nó mới lại đến nó đòi tiếp. Cho nên là tục ngữ ngày xưa có câu là khôn ngoan đến cửa quan mới biết, giàu có 30 Tết mới hay. Có nghĩa là người khôn ngoan á, thì ngày phải ra cửa quan, ngày đáo tụng đình thì có đủ cái bản lĩnh, có đủ cái sự khôn ngoan mà trả lời đối đáp với quan hay không. Cho nên là khôn ngoan đến cửa quan mới biết. Mà giàu có thì 30 Tết mới hay. Quanh năm có thể là mình phô trương, mình nói mình giàu sang, kỳ thực là mượn nợ không. Nhưng mà ngày 30 Tết đó, là mình bắt đầu mình phải sắm đầy tất cả mọi thứ trong nhà. Thì lúc đó người ta bước vào nhà mình, người ta biết là mình có của hay không. Bởi vì nếu mình không có mà mình sắm thì chủ nợ nó cũng sẽ đến nó siết thôi. Do đó cho nên là cái câu tục ngữ đã trở thành một cái điều mà thực tế của trong đời sống của chúng ta. Thì thưa quý vị là, thí dụ những cái phong tục như là sau cái giờ giao thừa thì có những cái nhà tương đối khá giả ở phố phường. Thì ở phố phường ngày xưa luôn luôn có những người làm cái nghề gánh nước mướn. Thì sau giờ giao thừa là những người đó họ đi gánh nước, họ chạy vào trong nhà mình, họ đổ đầy cái lu những cái chum của mình với một cái lời chúc cũng như là tiền vào như nước. Năm nay tiền vào như nước cho nên người ta vẫn cho là nước đổ vào nhà thì tức là có tiền. Thì lúc đó thì gia chủ sẽ lì xì, sẽ mừng tuổi cho cái người gánh nước đó nhiều gấp bội. Hoặc là những cái trò chơi của nông thôn thì khi người ta
khá giả thì người ta đi dự những cái trò chơi quần chúng, chẳng hạn như là chúng ta vẫn thấy là như đánh đu là bình thường, chúng ta vẫn thấy, hay là bịt mắt rồi đập niêu, họ treo những cái niêu, những cái nồi đó, cái niêu tức là những cái nồi bằng đất, thì họ treo đầy tất cả dọc theo một cái sợi dây, nhưng mà phải bịt mắt lại để cầm gậy đập, mà không biết là đập có trúng hay không. Và trong những cái niêu đó có thể cả 10 cái niêu thì mới có một cái niêu có gói tiền để trong đó. Thì đó là những cái trò chơi của ngày xuân. Hay là đi cà kheo, tức là chống hai cái gậy thật là cao để đi ở trên đó. Đó là những cái trò chơi vui xuân mà chúng ta còn nhớ được cho đến ngày hôm nay. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Gác Nhỏ Đêm Xuân của Minh Kỳ và Lê Dinh qua giọng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Hương Lan. Bạn thân hỡi, hôm nay xuân lại đến.
xa cách rồi mình tối thương nhớ người giờ đây đón xuân nơi xa xôi. Hoa xuân vẫn cười, mặt trời xuân vẫn mưa rơi. Kỷ niệm ấy còn người thân đón đưa, một căn gác nhỏ vùng ngoại ô thành đô, không còn người thân Hương Lan xin chân thành cảm ơn quý vị. Và nhân dịp xuân về, Hương Lan xin kính chúc quý vị cùng gia quyến một năm mới an khang thịnh vượng. Thưa quý vị, lúc nãy anh đang nói tiếp về cái lễ tịch điền phải không anh? Vâng, thưa quý vị, phải nói thêm một chút chi tiết nhân quý vị nhìn thấy cái set ở trên sân khấu. Là chúng ta biết là nhà Nguyễn xây kinh đô Huế bắt đầu từ năm 1805 dưới thời vua Gia Long. Vua Gia Long xây 14 năm chưa xong, thì vua Minh Mạng xây tiếp là 13 năm nữa, thì tổng cộng là 27 năm thì xong kinh thành Huế. Thì vòng ngoài cùng là kinh thành, vòng thứ hai chúng ta gọi là hoàng thành, và vòng trong cùng gọi là Tử Cấm Thành. Thì chúng ta cũng biết được là trong sách ghi lại là nhà Nguyễn xây kinh đô Huế là dựa theo phong thủy, tức là lấy núi Ngự làm tiền án. Quý vị cũng hiểu rằng là khi mà nói tới phong thủy thì phải có tiền án hậu trầm thanh long bạch hổ, nó đầy đủ những cái chi tiết đó. Nhưng mà quý vị nào dành phong thủy thì hiểu dễ hơn. Thì lấy núi Ngự làm tiền án và lấy cồn Hến và cồn Giã Viên ở trên sông Hương làm thanh long bạch hổ cùng trầu về hoàng đô. Và hy vọng rằng triều Nguyễn, tức là dòng họ Nguyễn Phúc, sẽ kéo dài muôn đời. Tại vì vua Minh Mạng có nói với các quần thần là như thế này: trẫm không mong kéo dài được như nhà Chu ở bên Trung Hoa, là trị vì nước Trung Hoa được 700 năm. Mà trẫm chỉ mong cái dòng họ Nguyễn Phúc của trẫm kéo dài khoảng 500 năm là được rồi. Thế nhưng mà trên thực tế là tại vì dù tin vào phong thủy đến đâu, thì chỉ mới có 40 mấy năm thôi, thì vua Tự Đức đã phải ký hòa ước và cắt đất dâng cho Pháp, và từ đó là đưa đến sự tàn lụi cùng với chiến tranh thuộc địa của Pháp mà chúng ta thấy là cuối cùng chấm dứt là thời vua Bảo Đại. Em chỉ có một thắc mắc, rồi sau đó rồi cái ông thầy phong thủy có bị mang đi chém đầu không anh? Thì phong thủy là một niềm tin mà quý vị. Khi đã là về niềm tin rồi thì chúng ta cũng không có đặt vấn đề đúng hay sai nữa. Người nào tin phong thủy thì cứ việc tin, người nào không tin thì không tin. Chứ là ai tin thì theo đó. Thì thưa quý vị, là lúc nãy chúng tôi nói về lễ tịch điền, cái điều này nó rất quan trọng. Điều này nó rất quan trọng là tại vì cái nền văn minh nông nghiệp của nước ta nó quá cao từ đời vua Hùng Vương. Cho nên là lúc đó là vua cùng với dân cày bừa. Bởi vì coi cái việc sản xuất lúa gạo là một cái nguồn kinh tế duy nhất và lớn nhất của dân Việt Nam chúng ta truyền từ ngàn đời. Cho nên là ngày Tết thì vua ra cày. Chẳng hạn như là vua cày đó thì vua cày ba luống. Quý vị, luống thì là quý vị ở vùng quê thì là quý vị cái làng đó, là một cái hàng đó. Vua cày ba luống, rồi Công Tôn Vương Tử cày năm luống, rồi Công Khanh Đại Phu cày bảy luống, kẻ sĩ tức là học trò, những người mà chưa làm quan nhưng mà đang đi học thì cày chín luống, còn bao nhiêu còn lại thì dân cày hết. Dân cày cả ngày. Dân cày cả ngày. Thưa quý vị, cày như vậy nó là một cái biểu tượng khuyến khích nông nghiệp mà thôi. Và cái thu hoạch của cái tịch điền đó để mà cùng dùng mà tế thần, thì cái người mà áp dụng mạnh mẽ sau đời vua Hùng Vương, để chúng ta bị lệ thuộc 1000 năm, thì đến đời vua Lê Đại Hành, tức là nhà Tiền Lê, thì vua Lê Đại Hành là người áp dụng mạnh mẽ vấn đề cày ở cái ruộng tịch điền ngày Tết. Thì trong sử ghi lại là vua cày năm thứ nhất, thì khi mà vua đang cày thì đụng phải một cái chum,
thì bới lên thì hóa ra là một chum vàng. Năm thứ hai thì vua cày, nó lại đụng một cái chum nữa thì đào lên nó hóa ra là chum bạc. Anh, mà cái này là sử hay là có thật? Hay là ông hên rồi ông đào nhầm nhà ai chôn của rồi ông đào nhầm vào hay là có thật? Một là người ta nghĩ ra để mà khuyến khích việc đi cày. Hai là ông vua ông kêu ông lính chôn trước cái chum vậy đó. Thì là vì ông vua thì nhiều vàng lắm thì ông ấy xúi người ta chôn sẵn để ông cày lên thì mọi người ồ lên là trời ấy. Như vậy là cày thì hy vọng là có thể trúng được vàng. Thành thử ra tất cả là người ta đều nhưng mà thôi thưa quý vị là chúng tôi tạm ngưng phần thưa chuyện với quý vị về cung đình Huế để giới thiệu tới quý vị nhạc phẩm Hạnh Phúc Đầu Xuân của Lê Dinh và Minh Kỳ qua hai tiếng hát của Hoàng Oanh và Trung Chỉnh. Thoát là đây một mùa xuân mới với ngàn cánh mai vàng, nụ cười trên môi trên làn má ai đón xuân tươi vừa sang, biết chúc chi đây khi làn gió xuân về. Giấy trắng ghi lại đôi dòng nhạc tâm tư, làm thơ cháo duyên gửi người đôi câu chúc nhau vào lúc đầu xuân. Xuân nay tôi chúc người miền biên cương muôn ngàn câu mến thương, mong xuân yên lành trong bao rồi người thêm vui cuộc sống thanh bình. Xuân này tôi chúc người người nơi nơi cho bền duyên lứa đôi như hoa xuân đời, tay trong tay rồi dựng xây ngày hôm nay cho ngày mai thắm tươi. Chúc tiếp rằng anh dù đường xa cách nhưng mà chớ xa lòng, người về thương nhau tâm tình luyến trao ước mong sao dài lâu, nhớ nhớ hôm nào ước hẹn lúc ban đầu, mãi mãi ta là đôi bạn lòng bên nhau. Mình về mãi sau xin đừng quên câu chúc nhau hạnh phúc đầu xuân. Xuân nay tôi chúc người miền biên cương muôn ngàn câu mến thương, mong xuân yên lành trong bao hương tình, để rồi người thêm vui cuộc sống thanh bình. Xuân nay tôi chúc người người nơi nơi cho bền duyên xây ngày hôm nay cho ngày mai thắm tươi. Chúc tiếp rằng em dù đường xa cách nhưng mà chớ xa lòng, người về thương nhau tâm tình
nhớ hôm nào ước hẹn lúc ban đầu. Mãi mãi ta là đôi bạn lòng bên nhau. Mình về mai sau xin đừng quên câu chúc nhau hạnh phúc đầu xuân. Nhớ nhớ hôm nào ước hẹn lúc ban đầu. Mãi mãi ta là đôi bạn lòng bên nhau. Mình về mai sau xin đừng quên câu chúc nhau. Và tiết mục kế tiếp đây chúng tôi cũng hân hạnh giới thiệu tới quý vị. Chúng tôi vẫn thường nói rằng là đối với người dân miền Nam chúng ta thì cái câu cải lương nó là cái huyết mạch của chúng ta. Cho nên là chúng tôi hân hạnh giới thiệu tới quý vị một màn tân cổ giao duyên Cánh thiệp đầu xuân của Lê Dinh phần tân nhạc và cổ nhạc của nhạc sĩ Hoàng Song Việt. Mời quý vị chào đón nữ ca sĩ Hương Lan. Bình yên no ấm cho gia đình.
còn mẹ, nhưng tình mẹ còn đây như bóng theo hình. Mẹ là mùa xuân vĩnh hằng trên dương thế, đúng hẹn lại về dịu dắt bước con đi. Vòng tay âu yếm còn đây mềm như cơn gió xuân nay, đôi mắt xinh như hoa mai nhìn con chưa chan khát dòng, bờ môi như cánh đào tươi, lời ru tha thiết đầy vơi thương quá người ơi. Hai tiếng mẹ hiền, xuân dấu ngàn năm nhưng xuân còn trẻ mãi, mẹ dấu trăm năm nhưng mẹ vẫn không già. Ngày xuân xin mượn tiếng ca chúc cho người thương gia mùa mai ban đắp, làm ăn phát tài sung túc giàu sang. Chúc cho những người còn tha phương khắp chung nhưng vẫn tràn đầy hạnh phúc của ngày xuân. Chúc các em luôn tiến bước học hành, tương lai rực rỡ như bình minh tươi sáng. Chúc cho màu xanh bát ngàn trên sông núi, cho lúa vàng triệu hạt đón mùa vui. Chúc cho mọi nhà ấm no và hạnh phúc, chúc những niềm tin sáng mãi giữa tâm hồn. Chúc cho ngọt ngào thêm tiếng hát lời ca, niềm vui mãi đơm hoa trong tâm hồn người nghệ sĩ. Chúc cho mưa thuận gió hòa, xuân đi xuân đến muôn nhà yên vui. Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời, trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi, cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới, dài bên dài những lúc tâm tình lên khơi. Chúc rồi đây người về phương nào, cho dấu thời gian lạnh lùng lướt mau, mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân. Thưa quý vị, sau lưng của Hương Lan là quý vị thấy dưới cái chữ Công chúc Tân Xuân, thì quý vị cũng đã quen thuộc với những cái bức tranh mà người ta gọi là bộ tứ bình, tức là Mai Lan Cúc Trúc, hay là bốn thứ hoa quý, hoặc là người ta vẽ Ngư Tiểu Canh Mộc, hoặc là Cầm Kỳ Thi Họa. Đó là những cái mà bức tranh người ta gọi là tứ bình mà chúng ta thấy quen thuộc mà thường treo ở trong tường nhà của những người mà thích cái lối văn hóa cổ. Nhưng mà anh em thấy đó, tại sao những cái vè như là những cái vần đó anh, nó toàn là bốn thứ không à? Ví dụ bây giờ em để ý lại đó, ví dụ Việt Nam mình thì có Công Dung Ngôn Hạnh cũng bốn cái, hoặc là Tứ Đổ Tường, Cờ Bạc Rượu Chè, Trai Gái Hút Sách cũng là bốn. Đánh bài thì quý vị ở đây mà quý vị nào thích mà trượt thì biết chúng ta có Tổng Thùng Sọt Màng, Hoa Hỷ Nguyên Hợp. Tại sao nó đều là bốn hết vậy anh? Thật sự ra thì cái quan niệm văn hóa của Trung Hoa ngày xưa đó, người ta lấy sự cân xứng làm căn bản, người ta lấy sự cân đối. Chẳng hạn khi người ta coi tướng trên mặt cũng vậy, người ta luôn luôn coi cái sự cân đối. Chẳng hạn như là trán phải cao đều, hai gò má phải cao đều, mũi phải cao đều. Chứ bây giờ thì cái mũi nó cao quá hay gò má cao quá đều là tướng xấu. Đối với quan niệm của người Trung Hoa đúng hay sai chúng ta chưa biết, thì người ta lấy cái sự cân xứng. Cho nên rằng là người ta chẳng hạn như là tứ trụ triều đình,
trong triều đình đặt 4 người coi như là cái cột chống đỡ triều đình, hay là ở Hồng Kông có 4 tài tử ca sĩ nổi tiếng người ta gọi là tứ đại thiên vương, hay là trước đây có 4 người đẹp nhất của Trung Hoa thì gọi là tứ đại mỹ nhân. Thường thường là người ta lấy số 4 làm cái chính cái căn bản nó như vậy. Vâng, thưa quý vị, trở lại với chương trình Xuân trong kỷ niệm, chúng tôi hân hạnh giới thiệu tới quý vị hai nhạc phẩm Phút giao mùa và Ngày đầu một năm của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh qua phần trình diễn song ca của Phương Hồng Quế và Ngọc Đan Thanh. Lại một xuân nữa đến trong khói lửa chiến tranh, mùa xuân vẫn xanh xanh như cuộc tình em với anh. Xuân nay anh chưa về, ngàn câu thề không chắc em quà xuân anh chẳng có gác giặc từng giờ. Đời lính chiến lấy gì gửi về em? Tiền đồn heo hút nhắc em kỷ niệm âu thơ, hỏi em có nghe trong tâm gợi giây phút xưa. Hương bay đêm giao mùa, ngày khói lửa chưa kín quê hương, và đôi ta nhỏ bé thức xem giao thừa, kể chuyện vu vơ và thức trong xuống dương gian, xem hoa nở khắp nơi, trăng sao mọc giữa đêm thâu khi thiên thần hát vui, và nhẹ nhẹ gót hài tiên ca múa trên trời này. Nhưng tin nào thấy đâu, dù em chắp tay nguyện cầu, trăng sao nào thấy đâu để anh bỗng nghe nặng sầu. Rồi pháo nổ khai xuân, mình dối hờn xa xăm khi đường chân dập dìu người đi hái lòng đầu năm. Rồi từng xuân đến bắt anh giã từ âu thơ, rồi xuân chiến tranh phút giao mùa còn anh vẫn dài đêm qua. Ngày đầu một năm có cô em đến trước sân đồn, mang thật nhiều quà cho chàng chiến binh, xin chúc cho tình thương mặn mà kéo sơn. Ngày đầu một
Em xin chào hai chị. Thứ nhất là em xin chào chị Ngọc Đan Thanh. Mà phải nói rằng chắc quý vị cũng ngạc nhiên giống Kỳ Duyên, tại vì từ trước tới giờ em chỉ thấy chị trong những vai bà nội, bà ngoại, mà hôm nay thấy chị sửa soạn quá đẹp, phải không quý vị? Kỳ Duyên biết sao không? Tại vì bữa nay là ngày Tết đó, mình phải diện lên. Dạ. Trước thềm năm mới, Ngọc Đan Thanh xin kính chúc cho quý vị được vạn sự cát tường. Và còn chị Vương Hồng Quế, sẵn đây cũng là chương trình Tết, chị có một vài lời chúc Tết gì gửi đến khán giả không? Dạ, nhân dịp đầu xuân, Vương Hồng Quế xin kính chúc tất cả quý vị và gia đình một năm mới tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc. Xin cảm ơn chị. Thưa quý vị, như lúc nãy chúng tôi đang thưa dở với quý vị là cái set này là một trong những cái set công phu nhất, vì không những Trung tâm Thúy Nga đã phải chụp hình những cái cung đình ở Huế, mà ngay cả cái người set design, chính ông ta cũng đã đi về Việt Nam và đã coi, và chúng tôi cố mang đến thật chi tiết cho quý vị thấy rất là rõ. Và thưa anh, nhắc tới cung đình Huế thì em được biết là người dân gian mình ăn Tết như là hai cuốn trước mình nói rất nhiều những cái tục lệ phong tục ngày Tết, nhưng mà theo em biết thì trong triều đình cũng ăn Tết, nhưng mà có những cái gì khác với dân gian không anh? Vâng, thưa quý vị, là hai cuốn trước chúng ta nói nhiều đến Tết của dân chúng, thì hôm nay chúng tôi mượn một chút thời gian để thưa chuyện với quý vị là trong triều vua thì cũng ăn Tết, nhưng mà nó linh đình và nó trang nghiêm hơn là của dân gian thôi, bởi vì Tết là một cái phong tục mà bất cứ một giai cấp nào trong xã hội chúng ta cũng đều mừng. Chẳng hạn là chúng tôi thưa quý vị là chúng tôi coi cái tài liệu ở đây, chẳng hạn như là ngày 30 Tết thì vua cũng ra điện Thái Hòa để cùng với các hoàng thân quốc thích cũng như là bá quan dựng cây nêu. Rồi ngày mùng 1 thì là vua cũng ra ngự điện Thái Hòa và vua ban yến cho các hoàng thân quốc thích cùng với các bá quan văn võ từ tứ phẩm trở lên. Sorry anh, tứ phẩm là sao anh? Quý vị biết là cái tước của các quan ngày xưa thì thấp đến cao, tức là từ cửu phẩm là thấp nhất lên tới nhất phẩm triều đình. Thì từ tứ phẩm trở lên, tức là những vị cao nhất thì được hưởng yến tiệc của vua ban ngày mùng 1. Rồi các quan văn võ từ ngũ phẩm trở xuống thì là ăn yến của ngày thứ hai vua ban. Và thưa quý vị là ngày mùng 2, nhưng mà khi mà chúng tôi sở dĩ chúng tôi phải cầm cái giấy này là bởi vì vua cũng lì xì y như là chúng ta vậy. Lì xì thì, bao nhiêu anh? Lì xì thì chúng ta thấy rằng là ở trong này ghi là các hoàng thân đó, tức là con vua, cháu vua đó, hoàng thân, hoàng tử thì là vua lì xì 20 lạng bạc. Còn các quan thì cao nhất là 12 lạng và thấp nhất là 1 lạng. Anh ơi, sao em nghe ít vậy? Cứ vua có vẻ hơi kẹo anh à? Có 20 lạng à? Không, cái đó chỉ là chúng ta cũng biết là cái biểu tượng mà thôi. Đó là cái sự may mắn, giống như chúng ta cho tiền, chúng ta gọi là lucky money, tiền lì xì mà. Cho nên là nó không phải là một cái món tiền thưởng lớn. Nhưng mà em cứ thấy cho nhiều thì nó mang lớp nhiều hơn là cho ít. Nhưng mà cái quan trọng nhất mà trong triều các vua Việt Nam chúng ta, đó là cái lễ tịch điền. Các vua Việt Nam áp dụng cái lễ tịch điền, có nghĩa là vua đi cày chung với lại dân chúng. Thì theo như trong sách nói thì cái đó nó bắt nguồn từ vua Thần Nông ở bên Trung Hoa. Nhưng mà thưa quý vị, để lát nữa chúng tôi kể tiếp hầu quý vị cái câu chuyện ở trong triều đình. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức một liên khúc gồm có nhạc phẩm Cám ơn và Mùa xuân của mẹ của hai nhạc sĩ Nhật Ngân và Trịnh Lâm Ngân qua hai tiếng hát của Hương Lan và Chế Linh. Này là cánh thư nghiêng nghiêng nét chữ của em học trò. Này là bánh chưng mẹ ra tự tay gói gửi cho con.
mang tút tình hậu phương thương mến. Ngồi đọc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương học trò, nhìn cặp bánh chưng mà lòng mùi thương mẹ già xa mặc vào áo len sao như tới nghe trong lòng chơi vơi xuân đang về trên khắp đất trời nhưng tất cả xuân là ở đây. Tôi xin cảm ơn
Thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp mang tựa đề Mùa Xuân Đầu Tiên của nhạc sĩ Tuấn Khanh sẽ được gửi đến quý vị qua hai tiếng hát. Thứ nhất là nữ ca sĩ Phương Hồng Quế, quý vị đã thấy xuất hiện rất nhiều lần trên sân khấu của Pass By Night. Nhưng bên cạnh chị là một khuôn mặt mà xuất hiện từ cuốn số 2 của Pass By Night và cho đến bây giờ chị mới trở lại lần nữa. Thưa quý vị, đó là diễn viên và ca sĩ Phương Hồng Ngọc. Bao nhiêu thương nhớ gom nhặt đầy anh trở về thăm em. Bao lần ngồi thâu đêm nghe mùa xuân vừa đến. Anh ơi hoa thắm rơi ngập đường, trời nắng sẽ vương vương. Lòng nhớ đến anh luôn khi chiều tan chim gọi đàn. Anh ơi đôi lúc nghe lòng buồn trên sườn đồi bóng xanh. Sương phủ đầy vai anh, cánh tàn trắng mơ anh long lanh sao rớt hương đầy trời. Dòng thác trắng bao la chờ sáng đêm chim ca cho đường dài cũng không xa. Người yêu ơi biết chờ anh về, người yêu ơi nhớ trăng lời thề. Anh say sưa nhịp bước trên hè, anh nâng niu nụ hoa vừa hé. Đôi môi xinh người em nhỏ bé mộng mơ. Mùa xuân ơi biết tôi yêu đời, mùa xuân ơi nói sao nên lời. Anh ơi anh dù nhớ vơi đầy, bao lâu nay đời nhau là mấy. Em đâu ngờ bên bờ hạnh phúc là đây. Anh ơi xuân đến bên thêm rồi, nhấp rượu hồng với đi. Hết rồi mùa chia ly, cho tình xuân vơi. Xin yêu thương đến đôi bạn hiền, để xóa hết cô đơn. Rồi quyến luyến nhau hơn, cho người em thôi giận hơn. Xuân nay ta chúc cho mẹ già, vui vườn ca thêm hoa. Vui ruộng đồng bao la, tóc bạc phơ đẹp quá. Xin yêu thương đến với hận thù, để tiếng hát hôm nay người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thơ. Anh nâng niu nụ hoa vừa hé, đôi môi xinh người em nhỏ bé mộng mơ. Mùa xuân ơi biết tôi yêu đời, mùa xuân ơi nói sao nên lời. Anh ơi anh dù nhớ vơi đầy, bao lâu nay đợi nhau là mấy. Anh ơi xuân đến bên thêm rồi, nhấp rượu hồng vơi đi. Hết rồi mùa chia ly cho tình xuân vơi. Xin yêu thương đến đôi bạn hiền, để xóa hết cô đơn. Rồi quyến luyến nhau hơn, cho người em thôi giận hờn. Xuân nay ta chúc cho mẹ già, vui vườn ca thêm hoa. Vui ruộng đồng bao la, tóc bà vừa đẹp quá. Xin yêu thương đến với hận thù, để tiếng hát hôm nay
người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thơ ngây. Xin yêu thương đến với hận thù để tiếng hát hôm nay người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thơ ngây. Phương Hồng Ngọc, xin cảm ơn quý vị. Vâng, thưa quý vị, trước thềm năm mới, Phương Hồng Quế xin kính chúc tất cả quý vị và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và vạn sự cát tường. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Từ nãy giờ anh Ngạn cũng có đọc cho quý vị vài lá thơ của những khán giả gửi đến. Riêng Kỳ Duyên cũng có nhận được một lá thư. Gửi thì phong bì là gửi chị Kỳ Duyên, thì Kỳ Duyên tưởng là viết thư cho Kỳ Duyên, nhưng mà cái đề tài nó cũng hơi lạ. Kỳ Duyên sẽ đọc cho quý vị nghe. Cô này là ở Melbourne, ở bên Úc, và cô nói rằng là kính gửi chị Kỳ Duyên: em là Thiên Hương, làm y tá ở viện dưỡng lão chăm sóc người già ở Úc, chăm sóc người già Úc cũng như Việt. Em coi Paris by Night, rất thích chú Ngạn và chị nói chuyện. Em nhờ chị nói với chú Ngạn là khi nào chú về hưu, nếu vô viện dưỡng lão nơi em làm, em sẽ tắm cho chú Ngạn một ngày hai lần. Thì em nhận được cái thư này thì em muốn hỏi anh muốn em trả lời làm sao để em còn viết lại cho cô. Không, mà trước hết là em phải nói với lại chị Thiên Hương là tắm một ngày hai lần hơi nhiều, tại vì anh Ngạn một tuần tắm có một lần thôi. Trước hết là tôi rất cảm động, nhưng mà tôi nghĩ là chờ tôi già quá thì nhiều khi người ta cũng ngại đó. Nếu mà cô ấy muốn thì bắt đầu tắm từ bây giờ cho nó quen đi. Thưa quý vị, năm nay là năm Hợi, mà Hợi gì hả anh? Là năm rồi là Bính Đinh, bây giờ là Đinh Hợi. Giờ là Đinh Hợi hả? Thì thưa quý vị, năm Hợi thì Kỳ Duyên xin kể một chuyện vui về con heo. Là thưa quý vị, có một cái ông kia, xe ông bị pan xe, ông xin vô một cái nhà nông dân này. Thì vào nhà đó thì ông thấy ở bên xó nhà cột một con heo, mà con heo đó một chân bị cắt, còn có ba chân thôi. Thì ông hỏi với chủ nhà là: ủa, con heo này nó bị sao vậy? Thì ông chủ nhà ông nói: không, con heo này coi vậy đó chứ nó khôn vô cùng. Cái hôm bữa mà nhà tôi đó nửa đêm bị cháy, cả nhà ngủ, nó đi nó tông từng cửa một, rồi nó làm náo loạn là cả lên để mọi người thức dậy chạy ra khỏi nhà. Mà nhờ nó đó mà tôi, vợ tôi với đứa con tôi mới thoát chết. Thì cái ông khách ông nghe về ông cũng gật gù nói, ông chủ nói: và chưa hết, mới hôm bữa nè, bà xã tôi dẫn đứa con đi qua đường mà không có lo để ý, cái xe nó chạy tới, cũng may là con heo nó đi bên cạnh thì nó uốn một cái, hai mẹ con lăn sang bên kia đường thì mới thoát không bị xe tông. Thì cái ông khách ông nói: à, không lẽ vì, có lẽ vì con heo nó nhảy ra nó cứu mạng bà nhà với lại bé mà nó bị xe tông gãy một chân phải không? Thì cái ông chủ nói: đâu có anh, nhưng mà một con vật quý như vậy có ăn phải ăn từ từ chứ đâu ăn hết một lần. Tức là tạm thời giả cầy chặt đỡ một chân đã, còn ba chân kia để từ từ. Vâng, nhưng mà thưa quý vị nhân nói đến lúc nãy trong cái tục kiêng cữ thì chúng tôi cũng xin nói thêm không có là không có cái dịp nào mà chúng ta làm cuốn Tết để mà nói lại. Là ngoài ra thì những cái tục kiêng tổng quát cho cả nước, nó có những địa phương người ta kiêng riêng. Chẳng hạn như làng Cao Xá ở Phú Thọ thì họ kiêng ăn rau cần từ mùng 1 đến mùng 6 tháng Giêng. Là theo cái câu chuyện là vua Hùng Vương thứ 8 lúc đó đi đánh giặc thì ngang qua một làng Cao Xá đó, thì đói quá, thì vì hết lương thực thì vua mới vào nhà một bà kia. Thì bà ấy lại quá nghèo, bà ấy không có cái gì để cho vua ăn cả, cho nên bà ấy ra sau nhà, bà ấy ra sau bữa ao, bà ấy hái một cái loại rau dại, đúng ra một loại cỏ ống, lúc đó vẫn dùng để làm cám heo, thì cho heo ăn. Thì bà ấy vội vàng bà ấy rửa đi, rồi bà ấy bóp muối, bà ấy dâng lên cho vua Hùng Vương thứ 8 ăn. Thì vua ăn thấy ngon quá, mới hỏi bà ấy là ai để mà tạ ơn sau này.
thì hóa ra là bà ấy lại sợ cái tội phạm thượng là cho vua ăn cắm heo trên bà ấy treo cổ bà ấy tự tử rồi. Vua rất là tiếc thương mới hỏi bà ấy tên là gì, thì người ta nói là bà ấy tên là Cần. Từ đó cái rau đó mới gọi là rau cần, và người ta kiêng không ăn rau cần để tưởng nhớ bà đó. Và thưa quý vị, để trở lại với chương trình văn nghệ, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Xuân Miền Nam của nhạc sĩ Văn Phụng qua 4 tiếng hát của Hương Lan, Hoàng Oanh, Phương Hồng Quế và Khánh Ly. Xây tự do.